Má thấy tụi con đội đồ bảo vệ đầu không? Không sao đâu mà, má yên tâm đi. Má nghe thầy giáo nói đi Nhật phải đi bằng máy bay. Dạ đúng rồi, tụi con sẽ đi bằng máy bay. Vậy hả? Dạ. Nghe má dặn nè, lên máy bay con phải dịnh cho chắc nữa không? Dạ. Mẹ nghe nói trong khách sạn á, đồ đạc quý giá lắm á, con đừng tái máy tay chân lỡ bể đồ đạc của người ta nghe chưa? Dạ con biết rồi mà mẹ. Ừ, giỏi. Cố gắng.